Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Phó Thủ tướng dặn dò cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 cần làm tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Sau khi thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng đang được điều trị tại bệnh viện, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể Bệnh viện Quân y 175 đã làm được trong suốt 40 năm qua, trở thành một bệnh viện chính quy hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo, đặc biệt là ở quần đảo Trường Sa. Thủ tướng nhấn mạnh, hình ảnh những thầy thuốc thức trắng đêm chỉ đạo phẫu thuật qua hệ thống telemedicine, những chuyến bay đêm xuyên bão bất chấp tính mạng của người thầy thuốc để giành giật cuộc sống cho người dân và chiến sĩ, hình ảnh những em bé chào đời giữa muôn trùng khơi sóng đã làm xúc động hàng triệu con tim Việt Nam. Bệnh viện đã làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, đặc biệt là đã triển khai thành công bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa quân ra nước ngoài tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, khẳng định trách nhiệm, vị thế của đất nước, của quân đội nhân dân Việt Nam và y tế Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trồng cây lưu niệm tại Bệnh viện Quân y 175 và tặng 50 chiếc xe đạp Martin đến quân dân đảo Trường Sa lớn và gia đình các quân nhân của Bệnh viện dã chiến số 21 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.